chuyện khó nói đến mức là không thể nói qua điện thoại được ạ. Anh, mình vào thôi. Vừa mới kêu là không sống ảo trên Facebook xong, cứ đăng mấy cái sở status linh tinh đi, rồi công an phường người ta bế đi như bà Xuyến. Đây, người ta đang order một ít đồ ăn cho chồng. Thấy ăn năn đúng không? Làm việc có lỗi với chồng ăn năn rồi. Vẩn. Chị, em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi. Mình qua một lần đò thì bây giờ mình phải rút kinh nghiệm đi. Nhiều khi mình thương lắm, mình yêu lắm, nhưng mà vẫn phải giả vờ, bơ đi, kêu lên, lơi đi. Thế người ta mới thấy là mình quan trọng chứ. Lơi quá lại rơi lúc nào không biết ấy. Xong ngồi đấy mà khóc. Khóc kệ chứ. Là vợ chồng rồi đừng có tính toán thiệt hơn. Cứ sống với nhau hạnh phúc, chị thấy thế là được rồi. Ai mà tính toán thiệt hơn thì đâu. Đây là em cứ nói thế chứ. Nói thánh, nói tướng. Em lo cho ông Vũ bỏ sư ra. Ở bên nước ngoài bây giờ chả biết sống chết thế nào, dịch bệnh như thế này. Lắm lúc nghĩ cũng sợ chứ. Đúng đấy, chồng mình nó cứ phải ở bên cạnh mình, mình phải quặp chặt thì mình mới yên tâm được. Chị cũng đang lo cho thằng Bảo quá đây này. Tình hình ở bên kia căng thẳng lắm. Bảo ông Quốc tìm cách nào đưa nó về, cứ lần lữa chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là phụ nữ nhở. Cứ có cái việc gì khó khăn là lại mủi lòng, kỳ cục hết sức. Đói quá. Sợ thế chứ. Chị ơi, có gì ăn chưa? Thấy người đã thấy tiếng rồi. Kìa, tay đã rửa đâu mà còn định bốc. Con này. Bố đâu? Em có đi với bố đâu? Bố thì chắc là vào trong làng buôn bán với mấy ông đồng niên. Tâm sự cái kiểu mấy ông đồng niên này có một vút ngàn. Alo. Ừ, mày chị đây. Chị ơi, em xin đồ cho anh Quốc. Mà bảo vệ bảo anh ấy nghỉ mấy ngày hôm nay rồi ạ. Em có nhầm không đấy? Hôm nay anh ấy nói với chị là anh đến công ty mà. Nhầm thế nào được ạ? Em xin ở đây mấy lần rồi mà. Ừ, thế thì em cứ đứng ở đấy nhá. Chờ chị một lát chị gọi lại luôn. Anh Quốc, hóa ra anh không ở công ty à? Vậy những lúc anh nói anh ở công ty thì anh ở đâu? Vào thời điểm dịch bệnh như thế này, em lo lắng lắm. Anh đang đi đâu? Vì sao lại phải giấu và nói dối em? Vợ à, anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi. Để lúc về anh sẽ giải thích nhé. Vậy à? Em đây. Anh nào ở đâu? Đây là việc phát sinh. Khi nào về anh sẽ nói với em nhá. Thế cũng được. Nhưng anh cho em hỏi anh một câu. Chuyện này có liên quan đến phụ nữ đúng không ạ? Anh đừng nói dối em. Có. Nhưng mà Huệ ơi, khi nào về anh sẽ giải thích ngay với em nhá. Chuyện khó nói đến mức là không thể nói qua điện thoại được ạ. Anh, mình vào thôi.